I love the way that you love me today. Let's run up through the clouds where the sun shines and heals. I wanna stay with you. Bây giờ là 9 giờ tối rồi, lạnh quá nên Luân vào trong Luân nằm. Ở ngoài thì Tuấn với chị của Tuấn đang ngồi uống cà phê. Lạnh lắm mọi người ơi. À, cái hiệu này ở bên trong nó có 2 phòng. Giấc dậy rồi, hai chị em vẫn còn ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ, là ngơ chết. Sao chưa chịu vô ngủ nữa trời? Nửa khuya giật mình dậy, thấy đói bụng, nhớ tới hai củ khoai, hai anh em lồng khồng thổi lửa nướng khoai. 11 giờ đêm rồi, cũng hơi sợ ma nhưng mà đói quá. Chứ trời lạnh á, xuống nhóm một đống lửa lên. Cái đống lửa này là Phạm Anh Tuấn nhóm á nha mọi người. Ngồi thổi hoài cho nó cháy lên, rồi nướng khoai nó mới chín. Thì nó chín được rồi. Thấy được chứ lửa nó cao lắm. Đây thì thời tiết lạnh lắm. Khoai nó không có chín. Ở ngoài thì khét mà ở trong sao nó cứng nhắc. Chắc tại vừa đó. Để chờ chút phải sao. Bây giờ đúng 12 giờ khuya luôn nè mọi người. Thôi đi ngủ sớm.
Sáng mai 4 giờ dậy ngắm bình minh. Hey, wow, 4 giờ sáng rồi. Ngoài trời rất đẹp mọi người, sương bao phủ. Wow, trời lạnh lắm. Đẹp quá mọi người ơi. Bây giờ là 5 giờ sáng, 5 giờ kém. Mọi người ơi, mọi người có thấy cái bờ hồ đúng đẹp luôn mọi người. 5 giờ sáng rồi đó. Ông Lương ông đứng đứng đó ông rình rình. Có khi nào ông nhảy dưới không? Dài cảm nghĩ đi. Mọi người thấy không khí ở đây thế nào mọi người? Thực sự lâu lắm rồi tôi không có đi dã ngoại, hòa mình với thiên nhiên thì mình cảm thấy là mình người mình nó trẻ lại và tự nhiên bao nhiêu cái buồn phiền, những cái gì mình suy nghĩ nó bay đi hết trơn. Cho nên là nếu mà có dịp nào đó mà có điều kiện, có thời gian thì mọi người dành thời gian hãy cho mình một cái không gian yên tĩnh để chúng ta có thể hòa mình với thiên nhiên, và mình sau khi mình đi dã ngoại, mình đi du lịch chơi thì mình có được một cái năng lượng tốt để về làm việc nó cũng tốt hơn. Luôn thấy là cái không gian ở đây cũng ở đây luôn.